Cho nên nghèo mà giúp người nghèo quý quá chừng. Người ta có của người ta cho thì dễ rồi, mình không có của mình vẫn cho được. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng. Mình lá lành, mình đùm cái lá rách, đó là chuyện bình thường, tốt rồi không? Nhưng mà nếu mà mình là cái lá rách mà mình đùm được cái lá tả tơi, quý lắm. Lá đã lành đùm lá rách là chuyện tốt rồi đó. Chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng mà tả mình mà rách rồi mà vẫn ôm ấp được người tả tơi, quý vị đã từng thấy người nghèo giúp người nghèo không? Có không? Việt Nam mình là trang. Cho nên nghèo mà giúp người nghèo quý quá chừng. Người ta có của người ta cho thì dễ rồi, mình không có của mình vẫn cho được. Cho nên có mặt với nhau trong lúc khó khăn là điều rất cần.